Người hâm mộ sắc đẹp Thái Lan chơi lớn, Infa được tặng cây tiền túi hiệu đắt đỏ, làm á hậu mà show dập ào ào như vũ bão. Đăng quang ngôi vị á hậu 1, những hoạt động của Infa được lan xê không thua gì tân hoa hậu. Chỉ riêng những ngày đầu hoạt động trong nước, cô nàng đã chiếm sóng trên mọi mặt trận và nhận về vô vàn món quà giá trị từ người hâm mộ, trong đó có cây tiền. Những hình ảnh của Infa được người hâm mộ sắc đẹp so sánh với tân hoa hậu, bởi người đẹp Brazil chỉ nhận được một bó hoa vàng, món quà khá đơn điệu. Điều này đã làm cho nhiều dân tình cảm thấy bất bình thay cho nàng hậu. Về nước với ngôi vị á hậu 1, người đẹp Thái Lan thu hút sự chú ý đến nỗi khán giả sẵn sàng tặng cây tiền và bánh kem làm từ tiền cho cô nàng. Bên cạnh đó, mỹ nhân này còn nhận được túi hiệu và nhiều món quà giá trị cầm nặng tay. Nổi tiếng trong nước từ trước nên không có gì khó hiểu khi Infa được chào đón bằng cả giá trị tinh thần và vật chất khi trở về quê hương. Tuy nhiên, cách fan Thái đối xử trái ngược với á hậu của họ và tân MGI 2022 người Brazil thể hiện rõ ràng khiến một bộ phận fan hâm mộ sắc đẹp bức xúc. Theo quan niệm của người Thái, quà tặng làm từ tiền đều mang ý nghĩa may mắn nên khán giả thường dành nó cho thần tượng. Trái ngược với Infa, tân hoa hậu người Brazil Isabella Menin được tặng hoa vàng mang ý nghĩa không mấy tốt đẹp và hạ thấp giá trị của người phụ nữ. Song nàng hậu vẫn niềm nở khi nhận những món quà nhỏ từ nước bạn. Nhờ lợi thế chiều cao cùng nhan sắc trời ban, nàng hậu người Brazil tỏa sáng tại sân bay giữa vòng vây của phóng viên và người hâm mộ. Lựa chọn bộ đồ màu vàng tuy đơn giản mà vẫn tôn da, mỹ nhân lên hình lung linh bất chấp camera thường. Dù có nhiều người hâm mộ bất bình cho rằng Infa được thiên vị hơn hẳn khi mọi ống kính micro đều chỉ về phía á hậu 1 NGI, nhưng Isabella Menin cũng đã chứng tỏ đẳng cấp của người chiến thắng khi xuất hiện cực kỳ lung linh trong mỗi khung hình. Dân tình có thể thấy dù không phải là quê hương của nàng hậu Brazil, nhưng vẻ đẹp nổi bật của cô nàng vẫn phải khiến cho nhiều người chú ý. Sau chuyến đi này, mỹ nhân đã có thêm cơ hội để thu hút lượng fan đông đảo trên khắp thế giới và quảng bá hình ảnh con người đất nước mình. Trước đó, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cách hành xử của Infa với tân MGI được người hâm mộ lan truyền khi hoa hậu Isabella Menin đến thảm đỏ chụp hình. Người đẹp Thái Lan đã nhanh chóng kéo cô nàng vào vị trí đứng giữa và thể hiện sự vui vẻ cười rạng rỡ với mỹ nhân Brazil. Trước đó, trong đêm chung kết Miss Grand International 2022, Infa Guaraha cũng tinh tế giúp tân hoa hậu có vị trí đứng đẹp nhất. Ban đầu, Isabella Menin đứng ở ngoài rìa. Sau đó, mỹ nhân Thái Lan đã kéo tay người đẹp Brazil ra giữa để camera có thể bắt trọn khoảnh khắc khi trở về Thái Lan sau cuộc thi Top 10 Miss Grand International 2022 được fan sắc đẹp chào đón nhiệt tình. Infa và tân hoa hậu có loạt khoảnh khắc tương tác thân thiết. Người đẹp Thái Lan trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh tân hoa hậu, liên tục dựa vào vai Isabella. Việc trở thành á hậu 1 MGI 2022 đã khiến Infa Guaraha đối diện với nhiều tranh cãi. Mặc dù có loạt khoảnh khắc tinh tế với Isabella Menin, nhưng mỹ nhân Thái vẫn được Mr. Nawaz ưu ái quá đà. Trong một buổi phỏng vấn, người đẹp lại ngồi cạnh hoa hậu, trong khi những á hậu khác phải đứng. Khung ảnh này ngay lập tức khiến fan sắc đẹp cảm thấy bất bình. Trước đó, Infa cũng nhận đặc cách khi di chuyển bằng xe hợp riêng khi về nước, còn tân hoa hậu lại phải sử dụng chung xe với 8 á hậu còn lại. Ngày đầu sau nhiệm kỳ, hình ảnh người đẹp Brazil được tặng bó hoa nhỏ màu vàng và đứng sau mỹ nhân Thái khi giao lưu cùng truyền thông và khán giả tại xứ chùa vàng khiến fan sắc đẹp không khỏi bức xúc. Dù không rõ do sự sắp xếp của ban tổ chức hay các nàng hậu tự nhường nhau ghế, song chẳng khó để nhận ra Infa vẫn có phần thiên vị hơn so với các á hậu còn lại. Cũng có ý kiến cho rằng vì cô nàng đã nổi tiếng sẵn tại quê nhà nên được đặt cách là điều dễ hiểu. Sau đăng quang, Infa không còn được nhiều khán giả quốc tế ủng hộ như khi mới chinh chiến tại MGI. Phần trả lời tiếng Anh lúng cũng cùng một số hành động lấn lướt hoa hậu của người đẹp Thái Lan đã phần nào khiến cho cô nàng mất điểm trong mắt người hâm mộ. Bên cạnh đó, việc phân biệt đối xử của một bộ phận khán giả xứ chùa vàng cũng khiến tân MGI 2022 bị dìm nhanh chóng.